Bạn coi này là nha, mình lấy cái bột nha. Bây giờ lấy cái bột nè, chú ý nha. Thí dụ bây giờ mấy bạn lấy cái bột nè, mà mấy bạn lấy cái bột lên mà mấy bạn đè mạnh quá đó, thì nó cái bột nằm ở trên đây thôi, nó chảy tùm lum hết, tại vì cái bột nó bị chảy đè mạnh quá, mấy bạn thấy không? Đâm ra mấy bạn phải biết cách nâng cục bột như thế nào. Bạn coi này, mình phải bắt nâng niu của bột nè, bạn đưa lên này, này ha, lấy cái bột này đưa lên này, ha, mấy bạn thả cái bột ra nè, mình giữ nó này ha, là mình đưa nó lên nè, nhấp một cái là một này, hai này, two này, three này, four down, see, then your powder is already halfway finished, almost finished. Mấy bạn nhớ là mấy bạn chỉ cần vuốt hai bên này thôi, đó, như vậy là mấy bạn làm nó sẽ mau lắm. Mấy bạn hiểu chưa? Mấy bạn nhìn kỹ, mấy bạn hiểu cái cách của David đắp chưa? Đó, cái đó là cái David muốn nói, là mình muốn đắp làm sao cho nó mau. Thì mấy bạn cứ nhớ là như vậy này, đắp lại này cho mấy bạn coi này nha. Đắp cái màu neon nha, là cái màu neon nè. Thấy không? Thả nè. Nhẹ nè. Nhẹ nè. Nhẹ nè, thấy không? Bạn thấy không? Nhẹ không? Kéo xuống một cái. Bây giờ mình chỉ cần vuốt thôi. À, mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn chịu khó mà bạn tập thử kéo kiểu như vậy đi. Thì mấy bạn tập cái kiểu này xong đó, mấy bạn làm lẹ lắm. Keep okay, you guys need to practice this way. Very is actually if you practice this way, it's gonna help you a lot. Long nail, the short nail doesn't matter. Hello Tammy. 1 2 3 Hồ, hello Hồ Như, Hồ Phong. Anh Hoàng chưa đi làm, anh chưa đi làm Andy ơi. Anh nghĩ là chắc nếu mà anh làm chắc anh cũng phải qua tới tháng tháng 7, giữa tháng 6 hoặc tháng 7 anh mới đi làm show lại được. Hiện tại bây giờ nhiều chỗ nó chưa mở cửa quá, mà nó có cái luật nó còn hơi khó. Catila, hola, mamacita. Aquí, papacito, aquí. ¿Cómo Hello Dan, you see, keep on practice that way, okay guys? See, I'm gonna go back and do it again. Hola, mamacita, tamele. ¿Cómo está? ¿Organki Này, mấy bạn coi lại này. Ok, mấy bạn chú ý lại nha. Lấy cái bột nè. Ok. Look. Drop it here, but don't drop all the way. Let it in. See how I did that? See, I keep on moving. Moving, but I don't press. I keep on moving until I go all the way down and I get it down. I cleared it out. And then now, I do is just put here. Okay. Okay, rồi thấy không, mấy bạn thấy không? Đó, bây giờ nè, mình sẽ làm marble ha, hai màu. Nè, màu này. Đây màu này và màu này. Ok, mấy bạn thấy này. Nó có hai màu neon trong này nha. Màu này thấy không? Các bạn coi này. Đó, thấy chưa? Ok, I just gotta play it with it. Let it down. Đó. Ok, các bạn thấy không? Ok, now I'm just gonna play some of that here. For my that there. And play a little bit here. At the end. Rồi. Now, if you look sideways, mấy bạn thấy là cái chỗ này là there's no acrylic here because that que what? Que pasa? Hola, ¿cómo está este? Okay. Okay, mamacita. Mucho, mucho loco. Tamile, ay mamacita, mucho loco. Te quiero Taco Bell. Yo no quiero Taco Bell. Nè, tiếp tục nè. À.
kéo xuống là theo mấy bạn thấy chưa? Ôm vô này ha. Bạn thấy không, kéo vô này nhẹ nhàng. Ok you guys see how I just did that? I'm just make it so easy. Cười gì vậy, cười gì vậy à? Mucho loco. Mamacita Tamile. Yo quiero Taco Bell. Nè mấy bạn coi này. Si mira muy bien. Ok. Bạn thấy chưa? Một cái cách rất là đơn giản, nó không có làm, nó không có gì gọi là khó cả. Rồi bây giờ mấy bạn coi lại này, tiếp tục lại này. Nè, không? Ok, mấy bạn nhớ là học chịu khó học đắp nha. Học đắp bột rất là quan trọng, đắp làm sao mà cho cục bột của mình á nó mình làm phải làm cho nó mau mà cho nó lẹ chứ. Mấy bạn nhìn kỹ này. Lấy cục bột lên là lấy nước này ha. Ok, lấy cục bột lên rồi nha. Mấy bạn thả cục bột ngay cái đợt ngay cái cuticle nè. Thấy không? Nhẹ nhàng này. Đó, xuống nè. Xuống nè. Xuống nè. Xuống nè. Xuống nè. Xuống nè, xuống xuống hết tới nơi. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Bây giờ mình chỉ mới mình cố gắng mình đưa cục bột xuống tới nơi đó rồi đó đó. À, bây giờ mấy bạn đâu cần phải làm gì nữa đâu, mấy bạn chỉ vuốt hai bên, vuốt vào ngay giữa. Mấy bạn chỉ cần làm như vậy thôi. À, mấy bạn thấy chưa? Vuốt hai bên, vuốt vào ngay giữa. Rồi. Anh nói anh có hiểu gì hết. Trời ơi, tiếng tiếng Mẽ mà em đâu sao hiểu tiếng Mẽ của anh được. Papacito, soy tu fan in Mexico. Ê, hey. Tí là. Ê. Hey. Yeah. Ok. Các bạn thấy chưa? Mình đắp xong một cục bột đúng không? Giờ mấy bạn coi lại nè, mình sẽ làm màu mình sẽ làm màu xanh nha. Này, hai màu xanh nha, mình làm màu xanh lá cây và xanh này. Ok. Các bạn coi đây. Mình sẽ thả cục bột xanh ở ngay đây nè, ngay giữa này. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Rồi bây giờ mấy bạn làm gì? Mấy bạn chỉ cần ngoáy nhẹ nhẹ thôi. Mình không cần làm gì hết. Mình đi nhẹ nhẹ thôi. Đó. Và mình đi nhẹ lên trên. Đó. Mấy bạn thấy chưa? Nhiều đó thôi. À. Đủ rồi. Đó. Está bueno. Sí. Sí. Mấy bạn thấy không? Now. You need. Flex. You can place it here. Very simple, my friend. Everybody, you see? Very easy and simple. Okay, just make it. I try to do it as simple like that. And then that's it. You collect money. Anh nói tiếng Mẽ như gió vậy đó. Trời ơi, tiếng Mẽ của anh là một bụng luôn đó nha. Ừ, anh Taco Bell dữ lắm á. Mi gusto. Okay. Me too. Làm biến nè, bột clear nè. À, nãy giờ chạy đi vòng vòng lấy cái mấy cái thông dịch ra bấm vô à. Dữ dội nha. Nè các bạn thấy không nào, see I'm gonna just go down just my clear powder. I don't need to put clear a lot here on the top because that's gonna be a little bit thick, so I might file it down a little bit more to get it down. Các bạn thấy chưa? Đưa nó lên ha, cho nó đều. Đó. Simple, easy. Xuất sắc đến xuất thần sư phụ ơi. Đó, thấy không? Xuất thần ha. Hiểu gì nói gì không? Hiểu em nói gì không? Mi gusto là tôi thích đi là dịch tiếng Việt đi ra bấm vô cái translate. Hay quá. Ok. Mi gusto nada. Nè mấy bạn thấy chưa? Đó. Thì đâm ra nó đơn giản bao nhiêu thì nó sẽ giúp mấy bạn bấy nhiêu. Mấy bạn hiểu không? Đắp bột nó rất là cái quan trọng về vấn đề đó. Đó. Càng đơn giản càng đẹp. Đó. Thấy không? Bây giờ mình coi có màu nào đây. Mình lấy cái màu này nè. Màu này cũng gần có rồi. Ok, bây giờ mình lấy thử cái màu này đi nha. Cái màu này mình chưa bao giờ mình làm. Cái màu này là cái màu... nó kim tuyến nó mạnh mẽ lắm. Ok, mình sẽ làm cho mấy bạn thử, mấy bạn coi. Ok, let's see, we're gonna do this. I'm gonna do the white background again. Okay guys,
Này mấy bạn nhớ là lấy cục bột trắng lên nha. Này đắp bột cho nó thịt, đắp bột tập bắt tập đắp bột kiểu này nha. Mấy em, nè, cục bột thả nhẹ nè. Thấy không? Kéo xuống nè. Kéo xuống nè. Kéo xuống nè, kéo xuống nè, kéo xuống nè. Xuống, xuống, xuống tới dưới luôn. Thấy chưa? Chùi cọ nè, vuốt hai bên vuốt vào nè, thấy chưa? Kế. Vuốt hai bên vuốt vào nè. Đó. Ráng tập kiểu này nha mấy em, mấy bạn và mấy anh chị nha. Đúng rồi, nhanh đơn giản gọi gọi lượm lượm gạo này thấy chưa? Rồi, thấy chưa? Thấy chưa mấy bạn thấy không? Rồi, coi như là mình xong lấy tiền tiến khách next. Thấy không? Là khách là vô là mấy em ngồi đó là next là ông manager là đưa cho mấy em khác xuống liền. Thấy không? Giờ bây giờ mình làm thử cái màu này nha. Và màu cái kim tuyến này này, cái này nó rất là nhiều ấy này. À, các bạn thấy không? Đưa nó vào silver này thấy không? Đó. Ok. Mà mình cảm thấy là mình muốn thêm thì mình sẽ đưa em vào ngay giữa này. Ha, sau đó là mấy bạn chạy thêm vô. Ok, you can drag, you can do however you want to create more of that effect. Okay. Now I'm gonna play gold. That will look good with silver. Okay. Nè các bạn thấy không? Màu màu kiếm tiền này. Yes, sư phụ đẹp không em? Do I need a clear background next? Yes, you do, deal. Because if you don't have clear on top here, when you file up, they'll come off. So you need clear. Okay guys, now you need clear. Đẹp không em Trang? Nè, you need clear here. Okay, you see that clear? And then same thing, you let clear work itself down. I angle the nail down, so let the clear flow down. Let the product work for you guys. Don't try to fight against the product. You are the boss. You are the master. You control your acrylic. Don't let your acrylic control you. Yes, you can, because chisel product will allow you to do that. One of the most friendliest products on the earth, on the earth. So it's so easy to use. With my formulation, you don't have to worry. Okay, đẹp lạnh lùng ha. Thấy không? Đẹp lắm. Giống như em vậy anh. Ồ, đẹp giống như em hả? Rồi, đẹp giống là em Vivian nha. Em Vivian Maxi Búp Cú. Nè. Thấy chưa? Thấy Maxi Búp Cú không? À, cảm ơn mấy bạn. Đẹp chưa? Đó, thấy là đơn giản, nhẹ nhàng. Easy. Take the money. Pay me now. You see how I did that? Hello Tina Đỗ. Khỏe không em? Mấy em thấy có dễ làm không? Nè, không có khó làm chút nào hết tất cả. Mấy em chịu khó, mấy em cứ coi đó, mấy em làm cho anh. Bây giờ anh lấy một cái màu vàng nha. Đây. Đây anh lấy cái màu vàng, làm màu vàng cho mấy bạn coi ha. OM49A đây. Nè. Bây giờ mình lấy cái màu vàng mình làm cho mấy bạn coi ha. Mấy bạn coi đây. Thì những cái màu này nó làm rất là đẹp. Đúng rồi, next, lấy tiền nha em. À. Em khỏe không em? Khỏe ha, vậy là dân vui rồi. Đẹp tuyệt vời ha. Rồi mấy bạn coi lại nha. Mấy bạn chú ý đây. Nè, còn chi nhiều ok. Bột trắng nè. Ok, thả ngay cuticle nè. Down. Down, 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 down. Thấy không? Chùi đi nè. Ok. Ôm vô. Ôm vô. Bạn thấy không? Ôm vô. Ôm hết vào ngay giữa cho David. Ok. Đừng có quét cái cây cọ ngay giữa mạnh tay như vậy thế này. Vì mình làm mạnh tay quá. Thì cái móng tay của mình á, nó sẽ bị bè ra. Tại sao có nhiều bạn nói là em làm nó cứ bị bè ra hoài. Búp cua anh. Oh, anytime em.
Rồi. Các bạn coi đây, clear, màu 101. Orange. Thấy giờ cam nè, màu vàng nè, các bạn coi này, màu vàng nè. Ok. Thấy không? Quá phê luôn này, thấy giờ. Đó. Thấy không? Mấy bạn thấy giờ. Rồi. Mình sẽ cho một cái vài màu này lên cho nó nổi lên này, thấy chưa? Đưa đưa em vào, thấy không? Đưa em vào vào hạ này, thấy không? Đó, thấy chưa? Nhẹ nhàng, thấy không? Dưới chút nữa. Dưới chút xíu màu vàng đi. Ok. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Silver nữa. À, đặc biệt. Ok, my friend, collect the money for me, please. It's finished. Nè, thấy chưa? See that? Màu vàng em thích anh cứ ôm rồi đau, đau chắc chết quá. Anh cứ cứ ôm rồi đau chắc chết quá. Ôm gì đau gì nè em. Màu vàng đẹp quá em ha. Rồi, sẽ được tiếp tục nè. Bỏ một clear lên này, clear powder. Clear powder. Clear powder, clear powder, clear powder, ok. And then you tip the nail down, let the clear powder flow down. Mấy bạn chớ là nhấc cái ngón tay lên để cho cái bột clear của mình nó chảy xuống dưới. Ok. Rồi mấy bạn vuốt từ hai bên, mấy bạn vuốt vào. Ok. Cũng vậy luôn, vuốt hết vào ngay giữa nha. Cứ thế mà ôm vào, vuốt vào, ok. Nhẹ nhàng này, thấy chưa? Thấy chưa mấy bạn thấy không? Nhẹ nhàng không? Nào, chút xíu clear ở đây nữa này, nó hơi thiếu này, đó. Rất là đơn giản. Rồi, mấy bạn thấy không? Hello Trang Bùi em. Next nè, thấy không? Thì anh cứ làm, em cứ là cứ thế là next thôi, là em hốt thôi này, thấy không? Em hốt quá trời làm hốt luôn. Đó, mấy em thấy không? Rất là đẹp, màu đẹp lắm luôn. Bây giờ mình đi màu vàng và màu xanh với nhau nha, mình đi hai màu này cho mấy bạn coi nè. Ok. I do really good with polish, but I don't think overwork. Yeah. Yes, Kejo, you probably overwork with the powder. Don't overwork yourself. Don't. Mấy bạn nên nhớ là như vậy này. Mấy bạn quên rằng mấy bạn làm việc quá sức của mình. Mấy bạn nhấp nhiều quá, mấy bạn quay nhiều quá, mấy bạn làm quá thì cái quá đó nó không còn đẹp nữa. Mấy bạn hiểu chưa? Thì nhớ là mình làm sao mình vừa đủ làm thôi. Coi như là mình làm sao cho nó vừa cái ngoáy của mấy bạn á. Bạn ngoáy có một hai cái là thôi được rồi, ai kêu mấy bạn ngoáy chi cho nó nhiều lên chi, nó ngoáy nhiều quá thì nó mất đẹp đi, đúng không? Giờ mình coi lại này nha, nè đắp của bột nè, ok, nè chịu khó đắp của bột nè, thả ngay kia đi cầu, ok, I drag it down, nè đè xuống này, thấy không? Thấy chưa các bạn, thấy không? All the way down. Ok. Now, work here. Nè, nhanh tay này ha. Nhanh tay để hốt, để lượm 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 gạo này ha. Nè, cái này là mình đang đua nha. Nhanh tay như vậy là nhanh tay đua chứ không phải là nhanh tay đua sợ đua ẩu nha. Đua thật là mau tay. Để làm gì? Để hốt bằng cách khác chứ chị làm gì? Chúng tôi bị bạn khác hốt mình sao? Đó, nhớ làm cho mau lên. Đó, và con khách mà nó khi nó nhìn mình thấy mình làm nữa là nó cũng wow. Hello Wanda, em khỏe không? Lâu quá không thấy em. Rồi, chút xíu anh sẽ làm lại cho. Bây giờ anh sẽ làm lại hai màu nè. Ok. Màu này nè, màu vàng nè ha, và màu xanh nè. Đó, hai màu này mấy bạn coi này lại nè nha. Thấy giờ thả xuống. Thả xuống. Này bạn thấy không? Ok. All you do is let the product work. You let it be. You don't try to overwork it. Okay. You just let it be. So there is some area up here you need just deflect to cover them right here. There's no need to get anything up here. Okay. Rồi. And then when you go down here, you add a little bit more of this. More of this that. Okay. Just that. Now, you have a nail that's finished. Nhanh tay lượm gạo, lượm lúa đúng không em?
Này các bạn coi lại này, now you put clear on top, ok. Bạn nhớ là nhanh tay này làm lại này. Bỏ lên nè. Thấy không? Thấy chưa? Rất là ngon lành, ngon lành luôn. Đánh đánh rầm 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 rầm. Một ngày vua 7-800, 6-700. Thấy chưa? Nếu mà mấy bạn có khách kiểu này, mấy bạn vua một ngày 7-800 dễ dàng. Làm mấy cái kiểu design này nó vừa lẹ vừa nhanh tiền nữa. Ok. Thấy không? Ngon lành thấy không? Đó, thấy chưa? Vô. Rồi, thấy bạn thấy chưa? Dễ dàng không? Thấy không? Đó, đâu cái em gì nói là cái cách đắp bột đâu. Đây em coi đây. Neon đây. Đây là cái màu neon này nha em. Em đắp bột neon có hai cách làm. Nếu mà em mà làm mà giỏi rồi đó thì em không cần phải sơn. Thì nếu mà em tay nghề em cứng cứng á, thì em sẽ đắp giống như anh. Đây. Nè, em vẫn thả giống như anh thả vậy thôi. Ok. Sau đó là em nghiêng cái móng xuống này để cho cái bột nó chảy vào giữa này. Và em vuốt nó vào này, hai bên này. Thấy giờ em vuốt nó này không? Đó, em vuốt nó vào bên giữa cho anh. Đó, thấy chưa? Nếu mà tay nghề mình cứng cứng đó, thì mình sẽ đắp theo kiểu này. Em hiểu không? Mê anh làm quá hả? Bữa nào anh làm cho em bộ, mua anh luôn cho chắc anh. Đi lên. Đấy, mấy bạn thấy không? Đây là một cái cách làm cái tay nghề mình nó cứng rồi. Hôm nay thứ bảy mà sư phụ có show. Anh có show thứ hai. Tùy theo hứng của anh ha. Có ngày thì anh làm show. Có ngày nào mà anh bận múa lửa đó thì anh không có làm show. em quên đà. Có ngày nào mà lâu lâu có ngày nào mà anh đi bận múa lửa thì anh không có làm được ha. Còn ngày nào mà anh bị ế đó. Cái cột múa lửa của anh nó bị gãy á. Thì anh phải bắt buộc phải đi làm show để kiếm 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 cháo. Em biết không? Em biết không quen đây. Này, còn bây giờ này em coi nè. Nè, bây giờ em coi nè. Ok, bây giờ là em sơn. Do you use acrylic and dipping powder? Yes. You can do both. Later on, I'm gonna do the dipping for you guys. I'm gonna use the same powder here. I'm gonna do the dipping marble for you guys. So you guys hang on. Okay, I'm gonna show you to do the dipping marble. Nè, nè. Nếu mà tay nghề em yếu nè, này, thì các bạn chờ chút xíu nha. Rồi. Thứ bảy là buồn vì ế hả? Đúng rồi. Giờ mấy bạn coi nè. Đây là mình sơn nha. Để mấy bạn, nếu bạn các mấy bạn cảm thấy tay nghề yếu thì mấy bạn sơn như thế này. Để đây có bột đây này. Bạn sơn này. Đó, mấy bạn sơn không? Sơn là như thế nào? Sơn là mình cứ sơn như thế này. Đó, thấy chưa? Là mình sơn. Đây là David gọi là sơn. Đó, mấy bạn thấy không? Thì mình, nếu mà mình sơn như vậy thì nó hơi mỏng. Thì mấy bạn hiểu chưa? Mình sơn như vậy thì nó hơi mỏng. Mà mấy bạn coi lại này, mình sơn lại này, mình lấy cái bột thứ hai này, mình để lên cuticle. Đúng không? Kéo nó xuống này, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa mấy bạn thấy không? Ôm vô này. Đó, đây là cái cách sơn. Mà sơn thì nó bị hơi mỏng, nên đâm ra mấy bạn phải bỏ cái bột clear lên trên. Thì nếu mà mới sơn thì mấy bạn làm design mấy bạn sao mới bỏ bột clear lên. Mấy bạn hiểu chưa? Anh bán chân vịt nên nghỉ sâu. Anh bận chân. Anh gì? Anh bán chân vịt nên nghỉ sâu. Hòa Lê bung về tiệm luôn. bung về tiệm luôn. Anh nói tiệm em luôn á. Trời đất ơi, nó thuộc vào tiếng 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 Việt Nam mà mẹ em không bỏ dấu anh đọc lẹt lưỡi của anh ra luôn. Chẳng hiểu gì hết. Còn Tammy Lê nữa. Tự nhiên là anh bán chân vịt nên nghỉ sâu là sao? Anh bán chân vịt, anh đưa bán chân vịt là nghĩa là sao? Khổ quá. Khổ ơi là khổ. Trời ơi là trời. Giúp tôi. Tôi khổ quá. Nè, hello Mỹ Mỹ. Bận rộn chân vịt. À, bận rộn chân vịt hả? Khổ ghê. Anh bận chân vịt thì mà đi.
tự nhiên đi bán cho anh vịt bán. À, ok. Mấy bạn coi lại nè nha. Nếu mà đắp om, nếu mà đắp neon để lấy cái màu neon khác cho mấy em coi nha. Đây. Màu đó là màu này, bây giờ là màu cam nè. Mấy bạn coi là màu cam nè. Bệnh chân vịt à, chân vịt nói bệnh chân vịt đi, tự nhiên nó bán chân vịt là gì trời. Bó tay. Rồi. Màu vàng nè. Trước khi làm nhớ quay lại chút xíu, tại vì cái màu nó khi mà nó đóng lại đó, nó có thể nó làm cho mình lấy bột lên không đọc. Anh đọc tiếng Việt rất là hay. Anh là có em nào cần anh thông dịch không, anh thông dịch cho nè. Cục bột nè, cục bột neon vàng cam này em coi này, thấy không? Anh lấy cục bột này anh thả đây. Ok, anh cũng làm giống như cho cái kiểu của anh thôi. Nếu mà anh đắp theo cái kiểu của anh, sau đó anh nghiêng qua một bên này, cục bột nó chạy xuống này, anh vuốt nó vô này. À, thấy chưa? Đó, mấy em thấy không? Nè, thấy chưa? Đó, đây là cái cách anh đắp thôi. Chứ không phải là đó. Cái cách này em đắp á thì nó rất là good. Mấy em thấy không? Ngon lành đúng không? Đó. Còn nếu mà em sơn thì bắt buộc em phải lại làm giống như thế này. Em phải sơn màu thì là mỏng giống như thế này. Ngay đây. Cái em thả nó xuống này. Cái em kéo xuống cho anh. Thấy không? Em kéo xuống cho anh, nhưng mà em kéo làm em làm giống như vậy đó là em phải cẩn thận, tại vì nó bị dơ cái này này, đâm ra là phải chù đi liền. Các bạn hiểu chưa? Tại vì mình kéo nhiều lần mà, giống như là mình sơn là cái đầu móng của mình nó bị dơ. Nếu mà nó bị dơ là phải xử lý, là phải mình phải rửa liền. Này coi này, thấy không? Kéo lên nè. Thấy chưa? Nhớ dơ không? Chùi liền tại chỗ, không chùi liền là cái con nó bị dính, nó làm không đẹp nữa. Nó bị dơ nữa. Thì mấy em phải chịu khó coi lại này, bây giờ mình lấy cái màu này mình làm ombre nè. Thấy không? Ombre nè. Nhẹ ngay đây cái này ha. Thấy chưa? Không? Theo nhẹ nhẹ là thêm cục nữa nè. Ok. Một thứ hai để trên đây nè, sát vào đầu này ha, ôm lại cuticle tròn này, kéo xuống nè. Đó. Các bạn thấy không? Thấy chưa? Như đó được không? Hả? Đây là ombre. Nếu mà nhưng mà các bạn nên nhớ là như vậy này, tại vì cái này rất là mỏng. So you have to put clear on top because the acrylic is so thin. The way that you do it that way is so thin already, you have to put clear on top. But it doesn't matter because you have marble, you still have to put clear on top anyway on the marble. Bạn thấy không? Nhẹ nhàng đơn giản này ha. Đó. Nè mấy bạn thấy không? Đẹp không? Đẹp nhanh gọn lẹ. Kiếm tiền liền tại chỗ. Thấy không? Hello Thanh Quỳnh. À, em thấy thằng Trần Trần Thanh Trâm. Trâm ơi em thấy không Trâm? Trâm ơi Trâm ơi Trâm. Hello Lily. À, số này hả? Số này là solid, à, cái nào? Số này là neon. Neon 3 and neon 6. These two together are neon 3 and neon 6 are together, ok? Nào, mấy bạn coi lại nè. Ok, bây giờ mình làm marble lại, tiếp tục cho mấy bạn coi nữa nè. Ok, tiếp tục nha, theo đây. Nè, bây giờ mình làm màu cam nè, thấy chưa? Mấy bạn thấy không? Để ngay đây này, thật là mỏng, kéo xuống này, thấy chưa? Mấy bạn thấy không kéo xuống không? Rồi, giờ mình nhấp nè, mình làm cho thật mỏng ra là mình sơn nè. À, mấy bạn thấy không? Sơn cho nó đều lên nè, thấy chưa? Sơn lên này đó, thấy chưa? Thấy sơn không? Nhớ là sơn xong nó hay bị, nó hay bị, nó mau bị dơ cọ lắm. Đâm ra là cái tay của mình nó phải nhanh. Thứ nhất là bạn ta phải nhanh tay và chùi cọ riết này. Tại vì lý do nó bị dơ, tại vì mình sơn nó mau dơ lắm. Thấy không? Rồi sau đó là mấy bạn lấy màu vàng nha. Này, cái lấy màu vàng này nó không phải là ấy này. Nó không phải là cái màu neon. À, nhưng mà mình vẫn làm chung với nhau được này, bạn thấy chưa? À, thấy không? Mấy em thấy không? Nè. Nè, coi mấy bạn coi này, kéo xuống này thấy chưa? Đó, nhẹ nhẹ ngay khúc này này cho nó đều này ha. Đó, đây khúc này làm này đó, mấy bạn thấy chưa? Anh thua là anh thua ngay chỗ này, là mình làm cho nó đều ra này này, là mình thấy nó không đều mình làm nó ra đều. Rồi sau đó nè, nhớ ha, no matter what, tại vì nó rất là mỏng,
mấy anh chị và mấy bạn cần phải bỏ bật ly lên. Đó, thấy chưa? Bật ly bỏ lên này, thấy chưa? Dễ dàng. Đó, vuốt nó vô, vuốt nó vô, vuốt nó vô xong, thấy không? Mấy bạn nhớ là nhanh tay. À, merci beaucoup anh. Ờ, cảm ơn em, merci beaucoup em. Beaucoup quá, beaucoup lại. Nè, mấy bạn nên nhớ là như vậy này. Cái này nó phải thật là nhanh tay. Thấy chưa? À, thật là phải nhanh tay. Thì mình nhanh tay, mình làm. Nhưng mà mấy bạn nên chú ý là như vậy này. Lúc mà David vớt cái cọ trên đây á, là David không có đè nha. David chỉ có phớt nhẹ trên mặt thôi. Mấy bạn hiểu chưa? Nếu mà mấy bạn đè mà mấy bạn đi chậm quá, có nhiều bạn làm đắp bột mà mấy bạn giống như là đi giống như là mấy con rùa nó chạy vậy đó thì đâu có được. Mấy bạn hiểu chưa? Nè mấy bạn, có nhiều bạn đắp như vậy này, mấy bạn làm như vậy làm sao mà làm được. À, bây giờ mình lại làm cho mấy bạn coi ha, mấy bạn làm. À, nhiều bạn làm thì mình bỏ bột lên đi ha. À, đây mình bỏ lên đây đây. À, đó. Ok. À, mà mấy bạn cứ vuốt như thế này. Thấy không? Mấy bạn cứ vuốt như thế vậy thì mấy bạn vuốt bằng tay quá. Thấy chưa? Không có được. Mấy bạn phải nên nhớ mình phải vuốt lẹ tay mà mình vuốt nhẹ thôi. À, chứ mình không có đè. Có nhiều bạn đắp bột mà mấy bạn cứ đè như thế này, thấy không? Cứ bạn cứ đè như thế này thì mấy bạn đè ra như thế này thì bạn nhìn thấy là nó đi xuống này, thấy chưa? Là hai bên đây là nó, hai ở bên này dày, bên này dày mà giữa lại mỏng. Mấy bạn hiểu không? Mấy em hiểu không? Nhớ là mình không có vuốt ở ngay đây. Có nhiều mà hình như là đa số hình như là có cái tật quen là của người hình là như là phải. Nên có thấy có nhiều bạn đi dạy học luôn mà cũng dạy 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 mà cứ như thế này. Dạy như thế này đâu có đúng. Đúng không? Mình phải vuốt từ hai bên, mình vuốt vào cho nó ôm lại cho nó đẹp hơn nè. Cái làm gì làm cái móng nó phải ôm chứ, cái móng nó không có flat, cái móng nó ôm từ hai bên này, ôm vào ngay giữa cái chỗ này là điểm cao của người ta. Cái contour nó bắt đầu từ trong này đi ra, contour chỗ này đi ra, điểm cao, điểm thấp, điểm cao đều phải có biết hết. Bạn hiểu chưa? À, rồi bây giờ này mình còn lại ba móng. Mình sẽ deep marble cho mấy bạn coi. Ok, mấy bạn hiểu chưa? Mình sẽ đắp cái thằng này trước để mình sẽ deep marble cho mấy bạn coi. Mình sẽ làm deep nha. Để mình đắp em này xong cái đã. Nè, cục bột nè. Thả nè. Thả nè. Thả nè, thấy chưa mấy bạn, thả đi, thả không? Thả nè. Kéo xuống, rồi. Ok, giờ vuốt hai bên vô nè, thấy chưa? Nè, vuốt nè. Vuốt hết vào ngay giữa. Các bạn hiểu không? Vuốt hết vào ngay giữa. Đó. À, thí dụ mà nó hơi mỏng đúng không? Cho thêm cục bột nhỏ nó ngay đây. Chui cọ lên. Cứ để cho nó 1, 2, 3. Chờ cho nó khô khô chút xíu. Rồi mấy bạn vuốt nhẹ lên trên đây. Rồi mấy bạn vuốt nhẹ xuống dưới. À, cho nó ăn đều. Ok. Rồi. Bây giờ mình để ba cái ngón này màu trắng này ở bên đây. Này, đây. Chui cọ sạch sẽ nha. Rồi các bạn coi ha, xong rồi. Bây giờ là mình sẽ làm the next thing I'm gonna do is I am going to demonstrate the dipping. Ok, các bạn nhớ là dipping nha. Này các bạn coi đây. Nếu mà mấy bạn làm dipping thì bây giờ mình không cần dùng cái liquid này nữa, mình cất cái liquid của mình bên, mình để nó đổ ra hôi nhà của mình. Hôi công ty của mình ha. Đấy. Rồi, coi sạch sẽ cất qua một bên ha. Rồi. Rồi bây giờ mấy bạn coi đây. Cái này là cái dipping French của chisel. Nó làm được hai mặt, nhưng mà cái mặt này là để bị chế ra để bị cố tình để bị làm cái này nè. Marble dipping marble ở đây. Thì mấy bạn theo dõi là cái này. Cái này là để mình sẽ lấy ra cái màu trắng cho mấy bạn coi ha. Đây cái màu này là super white này. Ok, you guys see this is super white here. I'm gonna place it right here. Ok, super white. Ok guys. Rồi. Móng tay dài này, thấy không? Deep này, thấy chưa? Ok. Miễn làm sao mà nó nằm xuống cho mình deep được này. Ngon lành, ha. Rồi, now I'm gonna place pink powder here. À, mấy bạn thấy chưa? Mình rắc lên như vậy. Ok. Rồi sau đó này, mình sẽ rắc lên như vậy, hai ba cái. Rồi. Mấy bạn coi này, đi ngoáy qua, ngoáy lại mấy cái này. Ok. Mình sẽ tạo ra cái marble cho nó nằm ở trên mặt bột. Ok, như vậy đó. Các bạn hiểu chưa? Rồi các bạn coi này. Mình lắc nhẹ này. À, thấy chưa? Sau khi mấy bạn lắc kiểu này đó. Thì
thì cái marble này nè, nó sẽ ra những cái hoa văn của nó sẵn rồi. Các bạn chế thêm vô này, thấy không? Chấn nó xuống xíu, các bạn chế ra này. Đó, mấy bạn thấy chưa? Khi mình lắc qua lắc lại như vậy đó thì nó có những cái hoa văn nó nằm ở trên đây. Thấy chưa? Rồi, bây giờ mấy bạn làm marble thì nó dễ lắm, mấy bạn chỉ cần sơn cái chai. Khi mà mấy bạn dip xong hết rồi, mấy bạn sẽ sơn cái base. Em không có khuôn hả? Ok, để đến chỉ em cho. Nè mấy bạn coi nè. Nè, mấy bạn sơn này ha, mấy bạn coi này. Now, I'm gonna play this powder here. Nè, mấy bạn coi nha. Marble nha. Nè, sơn cho thật đều ha. Sơn cho thật đều. Và sau đó nè, mấy bạn nhìn kỹ này. Mình sẽ đưa thằng này vô đây. Ok, và mình sẽ nhúng cái móng tay của người khách mình xuống đây. Ok, mình lấy nó ra rồi mình xách nó lên lại. Ok, mấy bạn nhìn kỹ lại thì mấy bạn thấy mình đã có một cái marble design đây rồi. Đây nè, mấy bạn thấy chưa, đúng không? Nhưng mà cái này thì hơi busy. Ok, mấy bạn theo dõi đây, mình sẽ sơn này lên, mình sẽ làm lại những cái ngón nào nó bớt busy. Cái này bị busy quá nó lại không đẹp, đúng không? Đây, móng này hơi busy thì không sao, mình sẽ dùng nè, mấy bạn nhấp đây này, mấy bạn dùng mấy cái design mấy bạn bỏ lên đây, thấy chưa? Đó, à, mấy bạn thấy không, bỏ lên. See, now it's dipping. So what you guys want to do now is clear powder. Ok, clear powder. Let me open this here. I have two of them, so they can be used for both. Nè, clear powder. Các bạn thấy không? You're gonna dip that into the clear powder to protect your marble when you foul them. So now you have clear powder on here. Có chứ, nhưng không có cái khuôn giống như của anh. Ồ vậy đó ha. Khuôn của anh đặc biệt lắm em. Nè. Em thấy chưa? Now I have clear powder on here, so I'm done with my design. Okay, so I'm gonna put another clear on top. Okay, that will gonna help me to protect all of my design on the bottom and the glitter. Okay, you let it in and let it dry, and later on you apply activator on right now. Don't do anything yet. See that? Very simple and easy, right? There's one of them that's for the dip, right? Now let me go back and start to do it one more time. Here we go. Okay, I'm gonna add a little bit more white here, because what happened is I think I have too much color. It is what happened is you have too much of that in there. It looks very busy, and when scene is so busy, it doesn't look good. Okay, add here. Okay, guys. Yeah, I don't want it to look busy. I want it to look certain area only. Okay. Now shake like this, and the powder is balanced out. I'm gonna do the same thing again. Mấy bạn nhìn coi lại này. Các bạn chú ý nha, mình sẽ sơn tiếp tục này, sơn clear lên này ha. Sơn cái này cái base nha, mấy bạn. Đây là chai base nè. Thì mấy bạn dip vào cái bột trắng trước đi, đớt 2-3 lớp đó, tùy theo mấy bạn muốn làm sao mấy bạn làm. Rồi sau đó mấy bạn coi lại này. Okay, mình sẽ đưa nó xuống này. Thấy không? Một góc này, thấy chưa? Đó. À, như vậy thì mình thấy nó đỡ busy hơn này, các bạn thấy không? Now it's less busy than like the other one. So I'm gonna put the clear on here. Base, I mean, I'm gonna put the base on. Nè. The base to protect my design. I'm gonna add more stuff here. Just how I do my powder, okay? Just how I do my acrylic. Same way, but see? Đó, các bạn thấy không? I don't want to do too much. It doesn't look too busy. Okay. Sometimes less is better, okay, guys? So don't want it to be too busy. So let's take, if it's too busy, you take it out. Okay, that's enough. Now, make sure you clean the brush
And then you dip into the you dip into the clear. Okay. Okay, now you dip into that clear. Các bạn thấy chưa? Hay có bán cái đó rồi, có chứ, để anh gửi cho supply bán. Nè. Phủ đi này, thấy chưa? Rồi sau đó nè, mấy bạn nên nhớ là one more clear powder on top. Thấy không? Mấy bạn thấy không? Cái tất David cố gắng hướng dẫn cho mấy bạn càng đơn giản càng tốt. Mấy bạn không cần phải lo. Những cái technique của David là dễ làm lắm. Nhìn nó vậy đó, nhìn mình thấy nó rất là khó đúng không? Nhưng mà nó không khó chút nào. Tại vì nếu mà mấy bạn coi được cái cách làm thì mấy bạn làm được hết. Không có gì gọi là khó cả. Đúng rồi. Nè mấy bạn nhìn thấy chưa? See, that is finished. Now all I just gonna put the clear on top one more to build up my structure. Này, see, that's two of them. That's two dip. Đây, hai cái dip này ha, mấy bạn thấy chưa? Là bây giờ mình bỏ, mình muốn lá khô thì mình bỏ Actimel lên thôi. Này, mấy bạn thấy chưa? Đó, you put the Actimel on top, it'll dry. Ok. See, be careful because you don't want to mess up your brush, ok? You gotta do it really quick and fast, and then you clean it out right away, so it doesn't mess up your brush. Nè, các bạn thấy không? Hai ngón deep ombre, deep marble, xin lỗi. So, it doesn't have to, you know, you can be creative. You see how I did? You can do acrylic, you can do deep. It's still the same way. You still have the same. You are smart. I love the way you. Yes, I'm trying to create easy. So I mean, I'm trying to create it so easy, and everyone could be able to learn it easily, without having any problem. That's my goal. Okay, the work for you easy. Okay. một bột deep marble mình nên múc ra bao nhiêu bột vừa cho anh David? Đúng rồi, Trần, thí dụ bây giờ em làm cho cái tay 10 ngón tay ha. Có khách đi ngắn như vậy đi, thì em sẽ múc ra 2 muỗng giống như thế này. Em múc ra khoảng chừng 2 muỗng như thế này. Em thấy không? Thì em múc ra 2 muỗng như vậy thì nó đủ vừa một ngón tay ngắn. Mà nó không có dư. Mà thí dụ nó có dư, nó cũng dư một chút xíu thôi. Thì coi như là mình đổ nó đi. Rồi sau đó mình thoải mái hơn. Trong cái mùa COVID mấy bạn nên nhớ, mình phải có cái em này. Ok. If you don't have this, you need to go buy one of this. This is so cheap. It's only $5 for this. Because it's sanitizable, it's washable. You can clean it with acetone, or you can clean it with alcohol. Ok, after you're done with each client. So you don't have to worry about, you know, get people infected and things like that. But, you know, that's what it is. Now, I'm going to do another one, okay, guys? I'm going to add this one here. I'm going to add blue here. Yellow. Okay. I'm going to check them in like this. That's it. Don't want to be too much. Now, bạn coi này. Bột bỏ vô. Nè, sơn đều này ha. Đúng không? Rồi mấy bạn coi này. Yellow, I like this part here. So I'm gonna place it down. I'm gonna like this part here. I'm gonna place it down. Rồi. Sau đó, mấy bạn thấy chưa? Ngon lành đúng không? Đây đậy lên nắp này. Cái này chưa đậy được tại vì còn clear. Mấy bạn hiểu chưa? It's so simple. I'm trying to make it as simple as possible. Okay, near here. Nè, marble này thấy không? Ngon lành đúng không? Bỏ này lên. Bỏ em này lên. Ok. Nè, bạn thấy không? Nhờ có những cái này nó. Không? Rồi. Ok, xong. Sau cái bạn làm này, nhớ này, bỏ dơ này, chùi đi này thấy không? Nhớ chùi cái cọ cho nó sạch đi trước khi mình đưa nó vào cái chai đó. Sau đó mấy bạn nhúng vào bột clear này coi này. Clear. Thấy không? Mình nhúng vào bột clear thì cái bột clear nó phủ cái design của mình đi rồi. Thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Giờ đắp để nắp lên này. Xong rồi, thấy không? Bạn phủ bụi đi này, mấy bạn sơn thêm lớp nữa này. Coi nè.
Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Bây giờ mấy bạn thấy không? Nếu chúng mình cứ tiếp nuôi ân tình. Thấy không? Này mấy bạn thấy không? Cái nhà để vậy là mình xong. À, đó, coi như là mình xong rồi mấy bạn thấy không? Rất là đơn giản, dễ dàng kiếm tiền. Những cái cách à, bây giờ mình cách này qua một bên. Rồi đó, sau đó. Đó, mấy bạn có thắc mắc gì nữa không? Quá đẹp đúng không? Dễ dàng đúng không? Sư phụ number one. Cảm ơn em. Đời là dòng sông, ngày trôi qua cho nhau bao nhiêu gặp gỡ, ta như một thời nguyên thủy. À, mấy bạn thấy không? Rồi các anh chị và các bạn là có ai có thắc mắc gì nữa không? Cho đây biết không? Nè, có em nào có thắc mắc gì không? Có em nào gửi gắm gì không? À, ai thắc mắc gửi gắm gì không? Rồi hôm nay trời lớn á, thấy không, làm hai thứ luôn, vừa marble vừa vừa làm design double, vừa làm design deep. Em có thắc mắc cái gì nói mau, đừng có lơ mơ nha, nói bậy bạ bắt quỳ ráng chịu. Đó, còn những cái này mấy bạn em đổ đi thôi chứ để làm gì giờ mấy bạn hiểu không? Thực sự ra